Máy móc về nhiều giá rẻ quá các bác ơi. Trời ơi, các mã máy khoan, máy mài, rồi mã đèn quạt chỉ có hơn trăm, hơn 200 và hơn 300 cành thôi mọi người nhá. Đây phải nói là giá rẻ phục vụ tất cả quý khách hàng luôn, đồng hành cùng cô Bầm TV nhà em nhá. Mỗi mã mỗi lô này. Đây nhìn luôn giúp em. Đều xài chân pin phổ thông, chân pin M21, chân pin Makita. Thì nếu khách hàng nhà em ở nhà có pin sẵn rồi thì mọi người có thể tham khảo một cái thân máy như này. Hoàn hỉ luôn. Đây ví dụ nhìn giúp em này. Nhìn cho em là một cái thân đèn. Thân đèn em có 27W và có 70W, hàng của Workfix nha. Hàng công ty luôn mọi người ạ. Đặc biệt luôn này. Đây, hai cổng sạc, sẽ có hai cổng sạc USB để các bác em có thể sạc được điện thoại. Ví dụ ở nhà mọi người mà có những khối pin chân phổ thông, chân pin M21, chân pin Makita này thì mọi người gắn vô pin cho. Các bác gắn vô pin cho em như này. Rồi. Rồi ok, đèn siêu sáng luôn. Có công tắc bật mở này, bật mở tắt đèn cho em. Rồi mở rồi tắt cho em. Lại còn có hai cổng sạc USB để mọi người có thể sạc điện thoại nhá. Trời ơi, thân đèn này. Thân đèn 16 bóng led tương ứng là 27W, hàng của Workfix nha. Tới tay khách hàng em chỉ có 150.000 thôi mọi người nha. Rồi là thân đèn mà 70W. Đây, muốn ánh sáng lớn hơn mà sáng hơn này. Các bác nhà em nhiều khi đi trời tối hay là mất điện, hoặc là các bác sửa chữa trong góc ngách nhỏ hẹp mà tối thì mọi người tham khảo cho em thân đèn này. 70W của Workfix nhé. Vẫn có hai cổng sạc USB và có công tắc để mọi người bật đèn. 48 led tương ứng công suất là 70W. Giá để phục vụ khách hàng em thì chỉ có là 180.000. Ơi 180, em bao phí ship, các bác nhà hàng đều được kiểm tra hàng trước khi thanh toán cho em. Ngoài đèn ra thì còn có cả quạt mọi người nhá. Quạt pin chân phổ thông. Quạt này gọi cho em là quạt tai voi vì được ba cái cánh của nó khá là to nhá. Lồng đằng trước này là bằng kim loại, lồng đằng sau là bằng nhựa cho em. Cứ các bác mà có những khối pin chân phổ thông này, ơi gắn vô cho em. Quả này là được cái là nó rất là tiện dụng luôn mọi người ạ. Thứ nhất này. Thứ nhất là có chức năng này, có chức năng này, mọi người muốn nó xoay này. Các bác nhà em muốn xoay qua xoay lại ok này. Thứ hai là có hai cổng sạc USB để các bác nhà em có thể sạc được điện thoại nha. Nha, em đã gắn thử vô một khối pin để em test thử cho bác luôn này. Wow. Muốn nhanh muốn chậm các bác tùy điều chỉnh cho em. Rồi. Đấy, tốc yếu tốc khỏe là tùy điều chỉnh cho em. Và xoay nhá. Xoay xung quanh để mọi người cùng nhau có thể mát được nha các bác. Rồi. Trời ơi, quạt tai voi 8 inch chân phổ thông. Thế là mọi người có những khối pin rồi quất luôn cho em. Còn này các bác mà xài những quả pin 15 cell, 20 cell xài phải tối tầm 8-10 tiếng đến khoảng hơn chục tiếng luôn mọi người ạ. Thân quạt nhá. Thân quạt tai voi. Ơi, giá phục vụ khách hàng nhà em thì về với mức giá là 200.000 một thân. Nếu mọi người chưa có gì cả thì lấy combo luôn. Một quạt này, một pin 20 cell một sạc. Quạt này thì nó sẽ là 200 này, pin 20 cell 350 là 550. Rồi tính luôn cho khách hàng nhà em là 580. Là có cả sạc bàn luôn nhá, có cả sạc bàn. Có cả sạc bàn để mọi người sạc pin luôn. Và cái pin này thì các bác có thể xài liên tục cho em là khoảng tầm từ 11 tiếng rưỡi đến 13-14 tiếng cho em. Nó dùng quạt này xài bao phê luôn. Thì đây là cái quả pin mà 20 cell của Bosun. Bosun này về cách đây khoảng tầm nửa tháng. Trời ơi, thực sự với mọi người luôn là hai cái mã pin này bán cực kỳ nhiều ra thị trường và phản hồi khách rất là tốt. Hàng chất lượng mà giá rẻ. Công ty họ sẽ bảo hành cho mình 6 tháng này. Pin thì có báo pin. Mạch pin 4 MOSFET, con này là chân pin phổ thông này, chân pin M21, chân pin Makita. Em đã có video em test ghi ép tải cho mọi người rồi. Thực sự luôn là hoan hỉ là giá rẻ quá mà chất lượng quá ngon luôn. Bosun này, vừa chạy máy zin, máy nhật, máy hãng, vừa chạy tất cả các mã máy chân phổ thông. Máy mài, máy cắt, máy bê tông, bu lông rất là ok nhá. 15 cell giá là 300.000. Còn 20 cell giá là 350.000. Và ngày hôm nay hai các bác mua hai quả pin, em hỗ trợ em tặng mọi người một sạc bàn luôn nhá. Đây rồi tiếp lên các bác ơi, lô này phải nói là ngon quá trời là ngon luôn mọi người ơi. Đây, một lô mã máy khoan nhá. Mã máy khoan đầu kẹp 10 ly này, ba chức năng đầu auto lock có khóa trục. Em thì chắc có khoảng tầm 40 con thôi. Giá này là giá thanh lý luôn rồi mọi người ạ. Bình thường thông thường các bác mua em dòng 10 ly thế này nó rẻ mà tầm 400.000. Ngày hôm nay cho em thứ nhất này, đầu 10 ly đầu auto lock có khóa trục, có 21 cấp trở cho em. Đằng sau lại còn có cả một miếng phíp kim loại thế này. Để các bác nhà em nhiều khi mà mang đi gõ đinh này,
hoặc là các bác nhà em mang đi gõ đầu tôn, trời ơi phải nói có là ok luôn mọi người ạ. Mà động cơ không chổi than, chân pin phổ thông, nên là nếu mọi người đã có khối pin sẵn rồi, quất luôn cho em một cái thân máy. Đây, nghe giúp em này, nghe giúp em vòng cua tốc máy đã quá trời không quá. Wow, thực sự luôn, quá ngon. Lô này khổ, số lượng không có nhiều, xin phép là giá thanh lý cho mọi người luôn, 290 ngàn. 290 ngàn là các bác sở hữu ngay cho em một thân máy này, chân phổ thông, chân M21, chân pin Magata. Về mọi người nhà em khoan, các bác bắn vít bắn tôn hay khoan mồi quá là ok, nhẹ nhàng cầm nắm làm trên cao làm trên mái rất là ngon luôn mọi người ạ. Và tiếp nha các bác ơi, lên cho em một cái mã thân máy mài. Rồi, mài pin thì nói chung là mọi người mang làm trên cao làm trên mái, làm bất cứ khu vực nào không dòng được dây điện thì cứ quất đồ pin cho em. Mà đồ pin thì an toàn tuyệt đối cho người sử dụng luôn rồi mọi người ạ. Lâu lắm rồi mới về thêm được một lô mã máy mài mà giá nó rẻ tới thế mọi người. Công tắc có bóp nhá, tay to tay nhỏ đều sao ok. Đi kèm theo này, sẽ có các cái dụng cụ chắn lưỡi này, có tay cầm phụ, có tay mở lưỡi. Nếu ở nhà các bác mà có những khối pin chân phổ thông này, chân pin M21 Makita thế này, thì đây, gắn vô cho em nhá. Đây này, em sẽ gắn vô cho mọi người xem luôn. Đây. Rồi, em để giữ nhá. Tốc số 1 cho em này, tốc số 2 này, và tốc số 3, 1, 2. Quá là ok luôn mọi người nhá. Trời ơi, điều chỉnh tốc độ ở phía trên nguồn thế này, chân phổ thông, chân pin M21, chân pin Makita. Nếu khách hàng nhà em có pin sẵn rồi, đây thì tham khảo một thân máy. Thân máy thì sẽ có dụng cụ chắn lưỡi này, thân máy này sẽ có dụng cụ chắn lưỡi này, sẽ có tay cầm phụ và sẽ có tay mở lưỡi. Nói chung là đầy đủ phụ kiện cho quý khách hàng nhà em. Thân máy 330 ngàn, em bao phí ship, mọi người nhận hàng đều được kiểm tra hàng trước khi toán. Ngoài ra nếu mà chưa có gì cả ơi, có thể có tham khảo một con thân máy này với một pin. Pin này là pin Bosun này, 15 cell, 300 ngàn. Với thân máy con này là 330, tính ra thế là 630 ngàn. Hoan hỉ các bác mua thân máy cộng pin, em hỗ trợ, em tặng mọi người khách hàng nhà em một sạc bàn luôn. Đó, hoan hỉ. Ngày hôm nay nhá mọi người ơi, chương trình cuối tháng các bác. Chương trình cuối tháng phục vụ tất cả quý khách hàng nhà em. My Stacker nhá, My Stacker. Lưỡi là lưỡi một tấc, mua từ đồng 100%. Đó. Công tắc có bóp, tay to tay nhỏ xài ok la luôn nhá. Và rồi các bác ơi, lên luôn cho em một cái mã thân máy khoan. Trời ơi, thực sự là ngon xuất sắc luôn mọi người ạ. Thân máy khoan 10 ly của Kutan nhá, 10 ly mà ba chức năng luôn, 20 cấp trượt và ba chức năng. Đầu 10 ly đầu auto lock có khóa cứng trục. Đằng sau đây, đằng sau ít của nó là bằng kim loại nhá. Nhiều khi mọi người mang đi gõ đó, các bác rất hay mang đi gõ như vậy nha. Đây mọi người, nếu ở nhà mà có những khối pin chân phổ thông này, chân pin M21 Makita, tham khảo luôn cho em. Với dòng máy khoan thì mọi người điều chỉnh tốc là phía trên. Đây, gạt điều chỉnh phía trên thân cho em nhá. Con này thì mã máy của nó, đây con nó Kutan 10 ly này, 60 new, tốc chậm là 450 vòng, tốc nhanh là 1800 vòng một phút. Kutan màu đỏ mọi người ơi, màu đỏ. Trời ơi, con này về hàng mà xin phép giá là sập sàn cho mọi người luôn. Motor là motor bầu rút lách không chổi than, hàng công ty các bác nhá. Rồi, giá hiện tại mọi người mua hàng chỉ có 330 ngàn một thân máy. 10 ly ba chức năng, đầu lốc có khóa cứng trục. Đó, mọi người về nhà khoan sắc khoan gỗ này, bắn vít bắn tôn hay là búa để hỗ trợ mọi người làm trên cao, mọi người khoan tường. Đó, con này khoan mồi ra nhẹ nhàng cầm nắm nha, các bác cầm sách đi làm quá là ngọt luôn. Rồi tiếp, rồi thân máy lại còn có cả phun sơn bằng pin này. Hôm trước anh em hỏi em rất là nhiều về con phun sơn pin đây. Cho em là một con thân máy phun sơn pin của Stacker. Con này nhiều em này, dung tích bình chứa của nó là 1 lít mọi người nhá. Trời ơi, phun sơn phải nói là quá ngọt ngào. Đồ pin nó lúc nào rất là tiện dụng rồi. Đây em gắn thử vô một khối pin này, test thử cho mọi người luôn. Wow. Phải nói là phun cực kỳ là thích luôn các bác nha. Mà đồ pin nó an toàn cho mọi người rồi.
Thứ nhất là vừa an toàn, thứ hai là có tính tiện dụng. Và nhiều khi mọi người ngồi ở dưới này, người làm hay mọi người làm trên cao đó, mọi người xách đi cho em, không phải dây dợ lằng nhằng gì nữa. Nếu mọi người mà đã có khối pin chân phổ thông, chân M21 Magta ơi, tham khảo luôn cho em một thân máy. Giá sale rẻ ngày hôm nay chỉ có 450.000, 450 thôi các bác nhá. Nhận hàng đều được kiểm tra hàng trước khi thanh toán á. Và tiếp các bác ơi, đây món này phải nói là cực kỳ ngon luôn. Đây, một cái sạc kim nhanh. Sạc kim nhanh của Stalker, sạc kim nhanh của Stalker các bác nhá. Con này cho ra hai cổng này. Sạc kim nhanh dung lượng của nó là 3A, sạc những cái pin mà 18-21V cho em nhá. Trời ơi, con này cho ra hai cổng luôn mọi người ạ. Sạc nhanh, sạc kim cắm lỗ gì này. Đây. Wow. Các bác cắm vô, bên trong còn có quạt nhá. Sạc kim nhanh 3A có quạt. Chia ra làm hai cổng. Đấy, nhiều khi mọi người mang đi mọi người cắm này. Đây. Cắm cả hai pin cho em. Ok. Em đang gắn vô một cái khối pin 15 cell rồi một quả 20 cell cho em đó. Rất lâu kiểu nắp cùng lúc này. Cùng lúc các bác có thể sạc được hai quả luôn cho em. Mà con này nó là sạc nhanh mà lại còn có quạt tăng tuổi thọ. Đây, có quạt đây. Tăng tuổi thọ của sạc và giá thì ngày hôm nay hoan hỉ luôn khách hàng ơi. Tới đây các bác nhà em sạc kim nhanh 3A của Stalker. Tới đây mọi người thì chỉ có là 160.000. Thôi. Sạc kim nhanh 3A 2 cổng 160.000 em bao phí vận chuyển, mọi người nhà hàng đều được kiểm tra hàng trước khi thanh toán nhá. Và tiếp lên cho em đây, trời ơi một con thân rút gì về. Đợt này rất là nhiều anh em hỏi em một con rút gì về. Mới về thêm được một lô và giá bao rẻ cho mọi người luôn. Đây, em gắn thử vô một khối pin đây. Đó, thân rút gì về của Kamax các bác nha. Đây con này thì đi kèm theo. Đi kèm theo cho mọi người nó có đi kèm tặng kèm là ba cái đầu rút JV nữa, đi kèm theo sơ cua cho các bác khách hàng nhà em luôn. Motor là motor bầu đúc led không chổi than và size sử dụng chân pin phổ thông chân M21 nhá. Thân rút JV Kamax sale cho mọi người 780.000. 780 em bao phí vận chuyển, mọi người nhà hàng kiểm tra ok là cho em trước khi thanh toán nhá. Thực sự luôn mọi người, ngày hôm nay phải nói là giá bao rẻ để phục vụ tất cả khách hàng nhà em. Từ mã máy mài, mã máy khoan, rồi là mã máy phun sơn pin mọi người nhá. Đèn, quạt, các kiểu luôn. Thì nếu mọi người có nhu cầu mã nào, alo trực tiếp cho nhà em qua tất cả các đầu số là 0929 ấy, 826628 hoặc 0369 826628. Thì cửa hàng nhà em ở Thủy Nhân Hà Nam, mọi người ở gần thì có thể qua trực tiếp cửa hàng để xem hàng, test hàng và mua hàng nha. Em xin chào tất cả các bác ạ.